Trong niềm vui vỡ òa, hôm nay gia đình mang thân phận bị can 28 năm của kỳ án vợ giết chồng con giết cha được truyền hình VTC phản ánh cuối tháng 9 vừa qua đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên công bố quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can do hành vi không cấu thành tội phạm. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. 12 giờ trưa, với gia đình bà Nga hôm nay có một điều đặc biệt buộc họ phải lên thắp hương cho chồng con mình. Đặc biệt hơn là một người mang thân phận bị can đọc quyết định đình chỉ điều tra bị can cho người đã mất và cũng là anh trai mình. Quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can họ tên Trịnh Công Hiến, tên gọi khác không, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1963 tại thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Trước đó một giờ đồng hồ, cũng chính những người mang thân phận bị can đến trụ sở công an huyện Tuần Giáo làm việc và được chào đón, chứ không phải như 28 năm trước. Lần đầu tiên, nhưng cũng phải sau 28 năm, cơ quan công an công bố các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Nước mắt, giờ đã cạn, bà Nga giờ vỡ òa, vì chỉ đến làm việc mới biết có quyết định này mà không còn sợ bị cùm tay. Cảm xúc của tôi ban đầu thì nói chung là phấn khởi và vui lắm. Nhưng mà cái nỗi đau của gia đình nhà tôi, ông mất, chồng mất, con mất, những người nằm xuống thì người ta cũng không biết gì nữa. Thế cho nên là tôi không biết nói thế nào. Oan của gia đình nó kéo dài suốt 28 năm như thế. Cuộc sống của chúng tôi nó tối đen, nó như kiểu là chung có thể xác thôi, chứ còn thực ra nó sống không bằng chết ấy. Thì chỉ có những người nào đã từng rơi vào cảnh đó thì người ta mới hiểu thôi. Còn đến bây giờ thì từ lúc nhận được cái quyết định này ấy, thì bản thân tôi cũng như gia đình tôi thật sự rất là vui. Không ai muốn vướng vào vòng lao lý, càng không ai muốn mang thân phận bị can 28 năm, quãng thời gian của gần một nửa đời người. Hành trình để minh oan cho một gia đình, một kỳ án giờ đã khép lại bằng 3 văn bản đình chỉ điều tra bị can. Nhưng đối với họ, những tờ giấy này cực kỳ quan trọng bởi nó mở ra một tương lai, một cuộc sống mới cho mình và người thân.